thịt ra mặn ngọt nha mọi người. Ở này cái nguyên liệu nha mọi người nè, tỏi nè. Đó. Tỏi với hành tím, tỏi nãy mình là hai củ tỏi nha mọi người. Có hai tép á, bắt đầu mình bằm nhuyễn ra nha mọi người. Với hai củ hành tím nè, đó. Này là nguyên liệu nha mọi người. À, đây là heo nãy mình rửa cái này thịt đùi nha mọi người. Rửa xong mình sắt ra, sắt mỏng mỏng vậy đó. Xong mình ướp trong đây là nước mắm cà no rồi nha mọi người đó, với miếng muối nữa đó. Một lát nữa mình sẽ bỏ đường sau nha mọi người đó. Giờ mình bỏ vô mình nấu luôn nha mọi người đó. Mình giờ mình ram nha. Đó, giờ mình mới bỏ tỏi vô nha mọi người. Bây giờ mình đảo đều nha mọi người. Trộn lên cho nó đều nha mọi người. Đó, bỏ dầu nha mọi người. Giờ mình bỏ đường cho mình thắng miếng nha mọi người. Đó, mình quậy đều chỗ nào mà nó vàng nha mọi người. Nó này giống như làm cho nó vàng, cho cái màu của cái miếng thịt lát nữa nó đẹp nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó, cho cái màu lên nó đẹp nha mọi người đó. Nó vàng cả như vậy là ok nha mọi người. Xong bắt đầu mình cho nước vào, nước với thịt vào nha mọi người. Đó, nó tan đều ra nha mọi người. Bây giờ mình cho vô nha mọi người nè. Đó. Giờ để cho nó chín nha mọi người. Mình phải để cho nó rút lại luôn nha mọi người. Với cái này tùy theo mỗi người mà cái cách nêm nha mọi người. Mỗi người nêm khác nhau, mỗi theo gia vị của mỗi người ăn ấy. Đó mà mọi người nêm nêm sao mà cho nó ngon nha mọi người. Vậy mình để cho nó sôi xong nó rút xuống là nó mới ngon. Đó. Săn lại nha mọi người, này để cho nó rút nước xuống mà nó kẹo lại luôn nha mọi người, nó sạch luôn á là mới ok nha mọi người. Nó săn lại đó, mình để chút nữa nha mọi người. Tay nhau nha mọi người nè, đó. Vậy là ok rồi nha mọi người. Nóng quá. Thành công nha mọi người. Đó, vậy là quá ngon luôn nha.
Xong rồi nha mọi người. Giờ mình kết thúc video luôn nha mọi người. Mọi người xem kênh nhớ đăng ký kênh cho mình và một like, một share nha mọi người. Kết thúc video luôn. Đây nha mọi người. Đó, mình ra trong nhà mọi người nè. Ngon không? Làm nó ra cái màu rồi đó. Ok mọi người. Này ăn là hết cơm luôn. Kết thúc video luôn nha mọi người.